Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dự án ICO có tên là PO8 hay còn gọi là POS. Đây là một dự án với ý tưởng đưa khảo cổ học biến toàn blockchain. Và đây là một hệ sinh thái blockchain làm cho khảo cổ học biển và sự phục hồi của các hiện vật bị mất hơn, bao gồm là phân cấp. Lần đầu tiên mọi người từ trên khắp thế giới có thể tham gia vào cuộc thám hiểm này thông qua việc mã hóa và các nỗ lực tìm kiếm và sự phục hồi, và thông qua các ứng dụng phi tập trung của chúng tôi. DApp POS cung cấp các giải pháp blockchain an toàn, minh bạch và hiệu quả về chi phí đăng ký, xác thực chuyển các đồ tác có giá trị cao này. Chúng tôi đang tạo ra một công nghệ có khả năng mở rộng và khám phá đại dương và tìm kiếm các hiện vật lịch sử lên tầm cao mới. Công nghệ của chúng tôi là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, đào tạo blockchain. Chúng tôi có được sự hỗ trợ của Bahamas và làm việc với các trường đại học hàng đầu và các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là website của trang PO8. Đây là đang diễn ra free sale với đầu tư tối thiểu là 50 ETH và một token POS sẽ có giá là 0,01 USD. Đây là các thách thức trong ngành là về bảo toàn di sản văn hóa. Các nhóm lợi ích cạnh tranh không thể đồng ý với các cách thực hiện tốt nhất về bảo tồn, cứu hộ và làm chậm tốc độ khôi phục của các hiện vật lịch sử. Về chi phí có cứu hộ là khá là cao, các cuộc thám hiểm phục hồi có thể dễ dàng đi vào hàng triệu, tạo ra hàng cản đối với các việc nhập cảnh khả thi chỉ với một số ít các công ty có nguồn lực. Quy trình đấu giá tập trung bán kho báu vô giá hoặc hiện vật có thể chi phí công ty cứu hộ, chính phủ và sở hữu bất kỳ nơi nào từ 12 đến 20% trong hoa hồng bán hàng. Về sản phẩm của chúng tôi là tạo ra công nghệ blockchain POS, cung cấp một cách mạng tiếp cận rộng hơn để phục hồi và phân phối các hiện vật lịch sử và cá nhân, chứ không phải là tạo ra một tập đoàn. Chính phủ sẽ đóng vai trò này tích cực hơn trong việc tìm kiếm, bảo tồn, triển lãm và sở hữu các hiện vật. Về sự hệ thống dữ liệu đối tác hàng hải MADS, đây là một lần đầu tiên bất kỳ ai trên khắp thế giới đều có thể giúp đỡ trong việc nỗ lực tìm kiếm và phục hồi các kho báu đã bị mất từ lâu. Thời gian chỉ cần tham gia và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ tiền thưởng nào của chúng tôi và tìm kiếm các token miễn phí. Nhiệm vụ tiền thưởng bao gồm không giới hạn trong việc phân tích dữ liệu từ Solar và từ kế lập bản đồ địa lý, hồ sơ lịch sử, các mẫu thời tiết, nguồn cấp dữ liệu video và hơn thế nữa. Thị trường mã token không được hỗ trợ bởi PO8. PO8 đang tạo ra một thị trường hàng hóa kỹ thuật số được xếp loại đầu tiên dành cho NFT, được cung cấp bởi mã thông báo POS. Chủ sở hữu của thông mã token POS sẽ có thể mua bán, cho thuê, giao dịch, đấu giá và tận dụng NFT của họ bằng cách sử dụng thị trường Para, số hóa các đồ tạo tác với token không thể làm được NFT. Về roadmap của dự án này, thành lập là tổng công ty Bahamia, nghiên cứu về lịch sử của cái và nhiệm vụ thám hiểm đầu tiên của POS quý 4 năm 2017 là cấp giấy phép Solvaga bởi chính phủ Bahamas và các cố vấn tài chính, tạo ra hợp đồng và ví tiền thông minh dựa trên POS Ethereum và ra mắt chương trình dẫn bán free USD quý 2 năm 2018 chạy bán free sale quý 3 năm 2018 chạy bán hàng trên đám đông crowd sale và danh sách trao đổi bán phát triển trên ví Mask và bắt đầu phát triển cơ sở thuật toán Mask blockchain, thu thập dữ liệu lịch sử về biểu đồ thủy triều bão và các rối loạn tự nhiên khác, máy bay không người lái chìm để thu thập các thị trường dưới lòng đất và kim loại. Quý 4 năm 2018 là thu thập các dữ liệu hình ảnh vệ tinh Mask Wallet có sẵn ở phiên bản beta,
cơ sở dữ liệu thuật toán blockchain mới có sẵn thu nhận beta đã thu thập thông tin khai thác dữ liệu mã hóa thông mã token MADS được trao cho Mỹ những một năm 2019 trình bày về khu vực quan tâm của chính phủ Bahamian về để cứu vãn thương mại với 2 năm 2019 là thám hiểm không người lái thăm dò được triển khai và đội cứu hộ và thợ lặn triển khai với 3 năm 2019 là đội cứu hộ và thợ lặn tìm kiếm tiếp tục khai thác dữ liệu và ở trong khu vực quan tâm. Về đây là các thành viên trong team, đây là CEO founder, đây là giám đốc công nghệ này, đây là trưởng phòng marketing, đây là trưởng phòng đạo tác, phó chủ tịch thăm dò, giám đốc thám hiểm, giám đốc hoạt động cứu hộ, giám đốc hình ảnh và hình ảnh trước. Về các đây là đội cố vấn, đây là đội bộ chính quyền địa phương West Bahamas, đây là đảo quốc của bên Bahamas, đây là đối tác đầu tư mạo hiểm hàng đầu tại Sequoia Capital China, đây là nhà quản lý rủi ro, đây là luật sư này, người đây là người sáng lập phân tích crypto Singapore, đây là chủ tịch tư vấn Brad của Bangkok, đây là những nhà đầu tư đối tác chiến lược Global Boss này, Block Connector này, Crypto Show này, Will West này, về bán mã token, chạy trên nền tảng ERC20, mỗi một token sẽ có giá là 0,012 đô và hash cap của dự án là 30 triệu và số cap là 10 triệu và tổng số thẻ là 10 tỷ. Có sẵn số token để bán sẽ là 6 tỷ. Bán trước là từ bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 và đầu tư tối thiểu 50 Ethereum và thưởng là 25%. Bán crowd sale là chưa rõ. Về phần vốn quỹ là phát triển 65%, quản trị viên 15%, marketing là 10%, khoảng không quảng cáo là 5%, về pháp lý là 5%. Đây là về phân phối token là giảm giá bán free, bán ra cộng đồng là 20%, 60% ở nền tảng dự trữ là 20%, tiền thưởng bonus là 12%, dành cho tem là 8%. Đây là những câu hỏi thường gặp về cái dự án này. Quay trở lại một chút về đây. Trên cái chủ đề về cái trang này cũng khó nói khá là đầy đủ về các dự án này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.